Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Wow, đây là lần đầu tiên mà đi review ạc mà được cả Kingdom ghi một cái bản thông báo cực kỳ hoành tráng luôn anh em. Chào anh em, xem like. Tự xem like mình tự thêm nhé anh em. VA17, chào Rock Channel. Wow, hoành tráng cực kỳ đúng không anh em? Ác hết luôn. Ok, video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng đi xem về Vương quốc 247, để xem Vương quốc 247 này có gì. Kingdom thì cũng đã được 400 ngày rồi. Và nhân tiện thì cũng xem về cái tài khoản này luôn. Hiện tại thì anh em đã thấy, chắc mà trong lúc mà mình giới thiệu sơ sơ thì anh em cũng đã nhìn về VIP cũng như là số game trên màn hình, là anh em thấy được hơn 1 triệu game nhé anh em. Cực kỳ kinh khủng luôn anh em. Chỉ có bot hoặc là bot bự thì mới có cái tầm cỡ mà để game tới 1 triệu game như thế thôi. Ok, mời anh em vào video và cùng xem với mình về Kingdom cũng như là tài khoản mà mình đang muốn review cho anh em nhé. Rồi thì hiện tại mình sẽ check sơ về cái clan nhé, 2417. 2417. Hiện tại hơn 400 ngày, Kingdom 2417 gần 400 ngày. Thì có nghĩa là vừa chơi xong K1, K2, K3 và vừa đánh xong một mùa KVK trừng phạt. Và tiếp đến thì chuẩn bị đánh KVK trừng phạt mùa thứ hai. Hiện tại thì thấy sức mạnh là chỉ có 7 đến 8B thôi, một clan. Clan 7 đến 8B. Tài khoản mình đang review thì đang hiện giữ mũ vua nhé anh em. Giữ mũ vua. Sơ sơ là thấy khá là nhiều Việt Nam nhé anh em. Một Kingdom mà khá là nhiều Việt Nam. Đánh với cái mức bow clan sẽ rơi vào tầm khoảng 7 đến 8B, thì mình nghĩ là đánh xích C hoặc là D. C và D thì mình nghĩ là cực kỳ nhẹ nhàng luôn anh em. Đối với tầm cỡ mà clan mà có boss như này, anh em đánh CD là cực kỳ thoải mái luôn. Wow. Nếu mình đoán không nhầm thì Kingdom có thể nói là gần như là full Việt. Rất là nhiều tài khoản có tên Việt Nam. Gần như là full Việt nha anh em. Thêm một bot nữa nè. Lady Đức 2. Ôi bot nhiều bạc thế. Một liên minh khoảng tầm 7 đến 8B. 7 đến 8B mà quà liên minh cấp 25, có nghĩa là nạp cũng tương đối đấy anh em ạ, nạp tương đối cũng khá là ok đấy. Một vừa xong K1, K2, K3 đánh một mùa chinh phạt và chuẩn bị tới mùa tiếp theo mà đã được quà liên minh cấp 25 là cũng tạm ổn đối với những anh em mà đánh ship C hoặc là D. Khá là ok. Wow, nhìn chữ hoành tráng cực kỳ đấy. Lần đầu tiên đi review ạ. Được hẳn quả quả tít chào mừng sướng vãi cả trường. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem một chút về cái top nhé. Top clan cũng như là top bow kill các thứ ở đây, sức mạnh cá nhân. Đó, như mình nói là chỉ có một clan chính thôi thì Kingdom sẽ rơi vào tầm khoảng 7 đến 8B. 8B bow, đánh C và D. Sức mạnh cá nhân. Wow. 6 tỷ giết kinh thật. 122M. Mức bow trung bình rơi vào tầm 60 đến 70M, mình thấy khá là nhiều nhé anh em. 60 đến 70M là khá nhiều. Tầm này đánh CD mà nếu mà Kingdom mà gần như là thuần Việt thì đánh CD cực kỳ mạnh đấy anh em ạ. Có boss nữa là khá là ok luôn. Kỹ năng liên minh 93 tỷ. Rồi, nhìn sương sương là thấy cực kỳ uy tín rồi đúng không anh em? VIP 18. Game tới 1 triệu, hơn 1 triệu game. Tầm đấy là mấy trăm củ rồi nha. Anh em biết mua hết 1 triệu game thì thích bao nhiêu tiền thì anh em comment dưới video nhé. Mình cũng không thể biết được bởi vì chưa bao giờ mua rương vàng.
nếu đáng đáng nó phải vài trăm củ ấy, tầm đấy. Rồi còn bây giờ là chủ đề chính video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem về cái tài khoản này xem một cách chi tiết hơn. Ở đây mình thấy là sức mạnh và điểm tiêu diệt QT5 100 triệu, 3B8 Q-Bone và QT5 100 triệu, Death tới 18 triệu, cũng có thể gọi là boss rồi đấy anh em ạ. 18 triệu là Death cũng cao nè. 18 triệu mở khóa đơn vị lính cấp 5 VIP 18 với số ngày đăng nhập tối đa là 855 ngày, cũng hơn 2 năm, hơn 2 năm một chút nha anh em. Hàng này thì hơn 2 năm một chút. Tầm cỡ mà nếu mà nạp ít với lại không có rương vàng hít nhiều ấy, với lại là nạp mà không nhiều, không bao giờ mà đạt được cái cấp VIP 18. Thêm một cái nữa là cái số đơn vị game mà anh em thấy cái số dư ở trên nó tới 1,2 triệu game thì anh em biết rồi. Chỉ có nạp nhiều thì mới từ tầm lấy game, chứ không thể nào mà anh em mình nạp ít mà lại có được như vậy, đúng không anh em? 8 triệu 8 lính hiện tại nhé. Ở đây mình thấy là có 1 triệu 7 lính bộ, T4 cộng thêm thì được gần 2 triệu, 1 triệu 8 lính cung và 200k T4, 2 triệu 6 lính cung có vẻ, 1 triệu 8 lính kỵ với 200k kỵ T4 là 2 triệu, với ở đây mình thấy là cung có vẻ nhiều đấy, cung tới 3 triệu lính cung nè. Có thể là nghiêng một chút về cung bởi vì lính cung ở đây chen nhiều hơn nhé anh em. Lính cung ở đây mình thấy chen nhiều hơn. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng đi xem về cái skin nhà nào, để xem boss đua được skin nhà nào không. Đây là có một cái nhà này. Mấy nhà này thì anh em có thể đổi chăm sóc KVK, nhà mua ở trong vòng cụ. Wow, có được cái skin nhà này là nó cực kỳ lâu đấy anh em ạ. Tấn công kỵ 10%, con đường đăng cơ. Nhà này rất là lâu, từ năm 2020 tới giờ cũng 2 năm rồi. Đấy, nhà kỵ này cũng khá lâu nè. Boss thì kiểu gì cũng phải có một cái nhà huyền thoại cho nó khét, đúng không anh em? Wow. Và tiếp đến thì vừa đua được một cái skin nhà cung nữa anh em ạ. Hèn gì là chen lính cung nhiều thế là cũng thấy nghi nghi rồi. Chen lính cung chơi nghiêng về cung thì có phòng thủ cung 15%, best open field vào cái nhà này nếu mà anh em chơi chuyên cung. 15% thủ cung. Đổi luôn cái skin nhà cung cho nó hoành tráng. Vậy là được hai cái nhà huyền thoại, một cái nhà kỵ. Nhà kỵ thì lâu rồi. Với lại vừa đua thiên đỉnh được thêm một cái nhà cung đấy nữa anh em ạ. Mình thì mình cực kỳ có cái ấn tượng với cái khung súng anh em ạ. Đó. Mình thì cực kỳ thích cái khung súng này. Đúng, boss thì để hình đại diện cũng đơn giản đúng không anh em. Đó, có cây hoa lá các thứ thôi. Nó cũng không phải ngầu lòi như mấy anh em mình đâu. Để hình cực kỳ đơn giản. Còn đây là cái khung hình đại diện mới đua thiên đỉnh. Dù nó có đẹp cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể qua được cái khung hình đại diện thần thái như thế này đúng không anh em. Khung súng luôn cho nó hoành tráng đấy, bỏ cái khung vô khác nhìn nó còn khét hơn cả cái khét nữa, thấy chưa anh em. Lên khung vô khác là nhìn khác biệt ngay. Giữ mũ vô VIP 18 cả 1,2 triệu game này, kinh dị thật sự. Ôi sao bác không lấy red nhiều vậy. Rồi ok, tiếp đến thì anh em mình sẽ xem một chút về kho nhé anh em. Sau khi lên VIP 18 thì mở rương vàng lấy VIP, nó hình như là vô nghĩa. Ôi game 1,2 triệu game ở ngoài, trong đấy một đống game nữa trời. Rồi game nhiều quá trời quá đất luôn anh em. Red ngoài đã 2B 3B rồi, red trong đây cũng còn một đống nữa. Speed tăng tốc, tăng tốc trên là chắc đợt vừa rồi đua thiên đỉnh nên nó cũng cạn khá nhiều là anh em. Nhưng mà tăng tốc chung thì vẫn còn khá là ok. Ôi ôi à, đúng vào Adbot cảm thấy áp lực quá trưởng anh em ạ. Tăng tốc 24 giờ để cả một cục cả ca kìa à, khiếp thật sự. Bút tăng trên tăng năng lực huấn luyện cũng một rừng luôn. Quá thật à, phát hiện ra boss chơi hàng anh em ạ.
dùng để tăng tấn công của toàn bộ quân lính thêm 20% trong 3 phút chỉ dành cho trận chiến có bối cảnh. À, boss chơi hàng. Hiền gì mà cứ mỗi lần mà đà vào đánh Shelly mà gặp mấy ông boss ấy, tướng đam cực kỳ to. Đồng ý là ghi với VIP các thứ rồi nhưng mà nó lượng sát thương nó gây ra cũng cực kỳ nhiều, thì ra là xài thêm cả đá. Đấy, dùng đồ bút các thứ nữa. Hiền gì giờ phát hiện ra cái boss chơi về chết à. Hiền gì đua đam mãi không lại. Ôi ôi. Quá ghê. 1 2 3 4 5 6 7 7 4 32 món ghi cam. Một cái nó là 33 món ghi cam. Ủa ghi nhiều phết nhỉ. Mà đối với boss lớn như thế này, boss bự như thế này thì cái việc mà ghi nhiều này nó cũng bình thường đúng không anh em. Mỗi anh em mình xem thì nó thấy nó hơi sốc thôi. Đây mình ta lên thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 món có tài năng đặc biệt. Có món là tinh luyện không? Nói chung là boss bây giờ thì hơn nhau về gear thôi anh em ạ. Cho tướng thì ai cũng có khả năng mát được sớm. VIP thì ai cũng mát VIP rồi. Hơn nhau về gear các thứ thôi. Tướng nè. Sức mạnh. Huyền thoại. 800 ngày chơi game. Hơn 800 ngày chơi game. Này mát để đếm bao nhiêu từ con cam đây. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mát 18 con tướng cam. Nhưng mà không có nhiều tướng chinh phạt. Boss có nói với mình là chủ yếu là hay về chơi K2, chính vì vậy là ạc nhiều tướng K2. Ví dụ như là Saladin nè, Mát nè, Con Mát nè, CM Mát nè, Mina cao cao là hai con đấy nạp tiền rồi. Nãy mình thấy hình như là có 23 nó cũng Mát đó. Edward, Jay, Alex, LC. Chủ yếu là Mát mấy con tướng K2, tướng K2 là Mát nhiều. K2 là Mát nhiều. Tướng chinh phạt thì yếu, hạt này mình chinh phạt thì lại thiếu tướng. Hạng Vũ nè, SC nè, William Ned nè. Đó, những con tướng chính của chinh phạt, sốc đam nhanh thì lại bị thiếu. Boss chơi K2, K3 là nhiều. Nebu giết 18 triệu nè. À, bộ ghi công nhìn vàng chóe nha. Hết thật sự. Vũ nè. Baurika nè, Sala, Henry, Con, Võ Tắc Thiên, RC, Mina. Wow. Con RC cực kỳ kinh dị. Wow, đây là lần đầu tiên mình được xem một cái tài khoản có con RC cực kỳ bá đạo. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh em ạ. Với số người giết nó tới 13 triệu. Không phải ai mà cầm RC mà cũng giết được nhiều như thế này nha anh em. Đó, thêm một cái nữa là kỹ năng quân mang rợ lên tới 5 tỷ. Trời ơi. Mình là cũng thuộc dạng kéo man cực kỳ khủng khiếp ấy, nhưng mà cái kỹ năng quân man rợ con RC của mình nó chỉ tầm khoảng 1.8 tỷ, bây giờ là gần 2 tỷ rồi thì phải, nếu mình nhớ không nhầm tầm đấy, trên dưới 2 tỷ. Ôi 5 tỷ ác thế nhỉ. Đam mê man rợ, đam mê kéo man là bất tận. Trời ơi, con gì giết 60 triệu. Kỹ năng quân mang rợ 6 tỷ 9 gần 7 tỷ. Rồi. Lần đầu tiên được xem một cái account có con gì với con RC. Đó. Thế nên là những anh em mới chơi mà anh em không tin về sức mạnh của RC với gì thì anh em có thể xem cái video này để thấy được nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Rồi và bây giờ thì anh em mình sẽ cùng đi xem thử là sẽ đánh Overfield bằng những đạo như thế nào nha anh em. Đây à.
Boudica, Henry, Salae, Nebuji, Quang Vũ, Alex, Con, RC. Này đánh chân phạt thì mình nghĩ là chắc phải bỏ một đạo bút ra thôi. Bỏ một đạo bút ra thôi đúng không anh em? À mà boss thì thiếu gì tăng tốc với red đúng không? Nạp vào chơi. Đội hình đánh on field vậy thì chuẩn quá rồi đó nè. Ủa mắt tất kìa, 430 kìa, kìa thật. Này thì mình nghĩ là chuẩn rồi. Boca Henry. Đà, cặp này đam to, phải gọi là bét to. Salae, kỵ đi bút. Ổn quá nhờ, không có cặp kỵ mới. Thiếu đam. Mạnh nhưng mà thiếu đam. Mấy đạo này vẫn thiếu đam lắm này mà. Phải có cặp kỵ và nó mới đủ đam được. Hạng vũ Nikki. Quang vũ Alex. Con RC. Con RC là chắc bỏ, nó không có tác dụng nhiều. Con Mộc Lan hoặc là con Doan này nó vẫn ngon hơn con RC. Châu thôi, Tân Châu. Nói chung nếu mà đánh đạo chính thì boss chỉ đánh được 3 đạo chính, 2 đạo cung với lại một đạo bộ. 2 đạo cung với 1 đạo bộ. Salae cũng tạm. Nói chung là nếu mà boss đánh 5 đạo là hơi bị thiếu đam. Đạo này đánh 5 đạo là thiếu đam cực kỳ luôn. Không sốc đam nhanh được. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cùng xem sơ. Ồ, bạn anh hùng ca mùa trước top 1 481.000. Đấy thấy chưa anh em. Muốn mà kéo được top 1 thì ngoài việc là dùng game, dùng app các thứ thì vẫn phải kéo man học mặt ra mới dễ ăn được top 1. Chứ không phải dễ mà ăn được top 1 KBK đâu, điểm cao cực kỳ. 40k 15 rương. Một xu. Ủa tăng tốc này. Đâu phải dễ dàng đâu. $33 triệu. Ồ đợt này top 1. 33 triệu rồi đứng top 1. Đợt đua thiên đỉnh. Ồ. Bên cộng này cũng cao ấy chứ. Mà top 10 mà tới 2-3 triệu là cũng cao ấy chứ anh em. Rồi và trong video ngày hôm nay thì boss cũng bảo mình là em kiếm thêm thử có món nào đập được thì đập đi. Thì mình soi ở đây là mình thấy là con Boudica đang thiếu một cái quần và một cái tay. Thì mình sẽ thử đập một cái quần này trước anh em ạ. Hy vọng là sẽ nổ tài năng đặc biệt. Tổ được là hơi bị khét đấy đúng không anh em. Tấn công cung thủ 11%. Cái món này thì nằm trong cái bộ set hàm rồng nhé anh em. Cung thì thường là chơi full bộ cũng khá là ok. Tấn công đội quân thì hại kỹ năng và sức mạnh cung nè. 6 mẫu nó được thêm 5% máu, nó cực kỳ khỏe nè. Rồi bây giờ mình sẽ đập thử để xem nhân phẩm ngày hôm nay như thế nào. Hiện tại bây giờ cũng khá khuya rồi, 1 đến 2 giờ sáng rồi anh em ạ. Hy vọng là đập bây giờ mà càng khuya như thế này thì nó sẽ nổ ta lên đúng không anh em. Trước khi mình đập thì anh em nếu xem tới video, anh em xem tới đây thì nhớ nhấn ủng hộ mình, xin một like, ủng hộ mình một đăng ký nhé. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Wow, hồi hộp thế nhỉ. 20m vàng nổ được phát cái khí thế là lâu lắm, đập đồ rồi không nổ rồi. Action, let's go. Nói chung là cái game này fan Ngọc Trinh nhiều lắm anh em ạ. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Tất nhiên là đẹp thì phải thích thôi, Ngọc Trinh đẹp mà ai mà chả thích đúng không anh em. Nên là cái việc mà đập đồ mà theo fan Ngọc Trinh thì mình nghĩ là nó cũng là một cái tình huống cực kỳ là dễ hiểu thôi, không có gì là khó hiểu cả anh em ạ. Món thứ hai, tấn công cung 7.5, cũng là một món nằm trong set hàm rồng. Tấn công vừa nãy đập món hàm rồng, giờ đập thêm món hàm rồng nữa. Ok, mình sẽ thử tắt ra xong mình vào lại nhé. Đó, xong bây giờ vào lại. Vào lại Loren. Tìm vào một cái tay. Tấn công cung, đây rồi. Bấm qua cái tay bộ, sau bấm qua cái tay cung. Phòng thủ bộ, bấm tay cung, quất luôn. Nó có tài năng đặc biệt, easy. À, tiêu rồi anh ơi. Anh bảo kiếm món nào đập giùm anh.
Boss bảo cái món nào đập dùm boss ra, nếu mà em đập ra tài năng đặc biệt thì càng tốt. Đập hai món trắng bóc luôn, chết trà rồi, banh xác rồi anh em ạ. Quan điểm của mình thì đập đồ là vẫn phải đập lúc lúc sáng sớm, lúc mới mới reset thôi, chứ còn mà đập cái tầm mà tối với khuya thì nó cũng không không ngon lắm đâu anh em ạ, không hên lắm đâu. Đúng anh em, quan điểm mình thấy thế, đập khuya 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 không ăn thua lắm. Đấy, thật sự. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem về một cái tài khoản của bot, nhưng mà nó khá là lạ đúng không anh em? Bot nhưng mà lại không có cặp kỵ. Mình thấy đa số thì hầu hết các bot là đều chơi cặp kỵ đó. Nhưng mà bot này lạ quá, mình không thấy có cặp kỵ. Hot đang thực sự là rất là hot meta hiện tại. Nên chắc có lẽ là bot bảo là có sở thích chơi K2, chính vậy là không có tập trung nuôi tướng chinh phạt nhiều. Với lại một cái nữa là đang chuyển sở thích sang cũng là chơi mid job, nhưng mà nghiêng về tí một tí về cung. Chính vậy là chắc là vẫn chưa có hứng thú với cặp kỵ. Thêm một cái nữa là anh em thấy được là khá ấn tượng ở cái chỗ là số game lên tới 1,2 triệu, 1,2 triệu game. Mình nghĩ là cũng phải mất một đống tiền mới có thể nạp được lên tới 1,2 triệu game như vậy. Mặc dù là boss, nhưng mà anh em xem cái số chỉ số quân kill con man rợ với lại chỉ số kill của con RC với lại con dây cực kỳ khủng khiếp đúng không anh em? Đây là lần đầu tiên mình review một cái tài khoản có con RC và con dây với cái kỹ năng quân man rợ giết cực kỳ khủng khiếp đến như vậy. Rất ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Cũng nhân tiện là trong video thì cũng review một chút về Vương quốc 247, cũng cảm ơn boss cũng như là anh em ở 247. Đây là lần đầu tiên mình đi review tài khoản mà được ghi một cái tiêu đề, nói chung là nó cực kỳ ấn tượng anh em ạ. Cực kỳ thích. Nói chung là vào mà thấy này tự nhiên thấy sướng vãi cả trưởng ra. Ok, video đến đây hết rồi. Cảm ơn em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like ủng hộ cho mình, một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.